Ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Hồ Quang Vũ và Lê Hồng Việt, cùng sinh năm 1996, ngụ thành phố Dĩ An để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, trưa ngày 26 tháng 2, nhóm câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An đang đi tuần tra trên đường DT743 thì phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe Exciter có đặc điểm nhận dạng giống với hai tên cướp mà công an đang truy lùng nên đã âm thầm bám theo. Khi tới chốt đèn giao với đường Nguyễn Trãi thì hai thanh niên giật chiếc điện thoại của một người phụ nữ để trong túi áo khoác. Ngay lập tức, các thành viên trong câu lạc bộ tăng ga đuổi theo. Để trốn thoát, hai tên cướp liên tục lạng lách, tìm cách đạp ngã xe lực lượng truy đuổi. Sau hơn 5 km truy đuổi kịch tính, hai tên cướp bị các thành viên trong câu lạc bộ khống chế bắt tại trận cùng với tang vật. Kiểm tra nhanh trong ví của đối tượng, lực lượng còn phát hiện mặt dây chuyền của một nạn nhân bị cướp giật trước đó ít ngày trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã thực hiện khoảng 10 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Hiện công an vẫn đang mở rộng điều tra.